Lisa Blackpink và những scandal lớn nhất sự nghiệp bị tố đạo nhái, quản lý ôm hết tiền bỏ trốn. Hầu như những ai là fan K-pop thì không thể không biết đến cô nàng xinh đẹp Lisa. Cô là thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng thế giới Blackpink. Ngoài hát hay, nhảy đẹp, Lisa còn gây bất ngờ khi thành thạo đến 5 thứ tiếng gồm có tiếng Thái, Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Trung. 5 năm sau khi Blackpink ra mắt, Lisa cuối cùng cũng được phát hành album solo của mình là Lisa. Cô hiện đang đứng trên đỉnh cao thế giới, nhưng hành trình đó không dễ dàng gì. Với mọi trắc trở vượt qua, Lisa càng chứng minh đẳng cấp của mình. Quản lý lừa đảo 1 tỷ won. Cựu quản lý của Lisa đã đánh cắp 1 tỷ won gần 20 tỷ Việt Nam đồng từ cô bằng cách gian lận. Người quản lý này đã ở bên Lisa từ khi Blackpink ra mắt nên sự phản bội này càng thêm tổn thương. Người quản lý nói sẽ giúp cô đầu tư vào bất động sản nhưng thực tế hắn ta mang tiền đi chơi cờ bạc. Vì là người nước ngoài, một mình ở Hàn Quốc từ trẻ, Lisa càng dễ bị lừa đảo hơn. Khi xem lại lịch trình hoạt động cũng như những người quản lý của Blackpink, fan nhanh chóng nhận ra đây là Jumbo Kyung. Anh có được sự tín nhiệm của Lisa, nhưng rồi sau đó lại lừa tiền của nữ thần tượng để chơi cờ bạc. Jumbo Kyung là người đã theo chân Blackpink từ khi nhóm còn chưa ra mắt. Theo thông báo từ YG, công ty đã tiến hành điều tra nội bộ và Lisa đã chọn phương án hòa giải. Quản lý Jumbo Kyung đã rời khỏi YG Entertainment sau khi hoàn trả một phần tiền với cam kết trả dần số còn lại. Đối mặt với vấn đề không chút dễ dàng này, Lisa đơn giản là tiến thẳng về phía trước. Đã từ lâu, thành viên nhỏ tuổi nhất Blackpink là nạn nhân của thói kỳ thị người Đông Nam Á ở một bộ phận cư dân mạng Hàn Quốc. Dù xinh đẹp, tài năng và được nhiều người yêu mến, Lisa vẫn luôn phải hứng chịu những bình luận ghét bỏ vì gốc gác Thái Lan của cô. Trước đây, có một số tranh cãi gây chia rẽ cộng đồng hâm mộ Blackpink về việc Lisa bị đối xử tệ, cho mặc trang phục của vũ công hay phải mặc những bộ đồ không đẹp trong MV, trên sân khấu hay thảm đỏ. Nhưng gần đây, tình trạng đó đã được cải thiện, nhất là khi cô tỏa sáng với áo hàng hiệu gợi cảm trên thảm đỏ giải Golden Disc World 2018. Tuy nhiên, thời khắc khiến Lisa trở nên nổi bật nhất cũng là thời khắc đen tối nhất diễn ra đối với cô ca sĩ 22 tuổi. Trong khi Lisa đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng fan quốc tế, nhờ việc lâu lâu được stylist cho mặt đẹp, thì một bộ phận người Hàn lại ném đá cô idol gốc Thái này bằng những lời lẽ miệt thị như mặt toàn nét Đông Nam Á thế kia cơ à. Cô ta đẹp được như vậy là nhờ công nghệ trang điểm của Hàn Quốc mà thôi. Lột lớp trang điểm kia ra thì gương mặt của cô ta cũng chỉ toàn những nét Đông Nam Á. Nếu không nhờ công nghệ make-up của Hàn, cô ta cũng như mấy cô Đông Nam Á khác. Quay về Thái Lan đi, đừng có đến Hàn Quốc kiếm danh nữa. Ở đây chẳng có ai thích cô cả. Trước thói kỳ thị xấu xa đó, nhiều khán giả và người nổi tiếng cũng lên tiếng bảo vệ Lisa. Họ kêu gọi chấm dứt kỳ thị chủng tộc trong xã hội Hàn Quốc nói chung và K-pop nói riêng vì những người ngoại quốc như Lisa hoàn toàn không có lỗi khi lập nghiệp tại Hàn. Để bên vực Lisa, khán giả và người nổi tiếng đã cùng để hashtag Respect Lisa, tôn trọng Lisa trên mạng xã hội. Sau vụ lùm xùm, nhiều fan gọi Lisa là em gái quốc tế vì cô được không chỉ fan toàn cầu mà cả các ngôi sao quốc tế cũng yêu thương bên vực. Bất ngờ hơn hết là việc tài tử đình đám xứ Chùa Vàng Mario Maurer cùng loạt ngôi sao đình đám như Calamere, host của loạt chương trình nổi tiếng Thái Lan, nữ diễn viên Hollywood Jordan Jones cũng đứng lên ủng hộ Lisa trên Instagram với bình luận "Chúng tôi rất tự hào về bạn, Lisa ạ." Là một thần tượng, Lisa không tránh được những soi mói chỉ trích từ tài năng tới vẻ ngoài. Mỗi khi có tin đồn thẩm mỹ, Blink sẽ nhanh chóng dập tắt bằng những hình ảnh của Lisa từ trước khi ra mắt. Năm 2020, Lisa bị vướng vào tranh cãi đạo nhái. Sarah Nichols, một biên đạo nhảy, cáo buộc Lisa ăn cắp vũ đạo trong phim Lily Film, nhảy trên nền nhạc Mushroom Chocolate của Queen và Sickleck. Một tháng trước khi Lisa tung video, Nicole cũng đăng video nhảy Mushroom Chocolate, khiến cô tin rằng Lisa đã sao chép mình. Nicole sau đó đã phải chính thức lên tiếng xin lỗi Lisa, biên đạo nhảy của cô, YG Entertainment và những người bị ảnh hưởng vì cáo buộc. Sau khi so sánh nghiêm túc, tôi có thể nói là có một số điểm tương đồng trong bước nhảy, nhưng không phải là biên đạo nhảy hay Lisa sao chép. Thân mến, Sierra Nichols, Nicole viết. Trải qua thời thực tập sinh khó khăn, trên Youth With You, Lisa đã viết một lá thư gửi người hâm mộ nói về những khó khăn thời thực tập sinh. Tôi hoàn toàn có thể hiểu các bạn, bởi tôi cũng từng trải qua chuyện đó. Khi 14 tuổi, tôi muốn trở thành ca sĩ. Tôi rời nhà một mình và tới một đất nước xa lạ để thành thực tập sinh. Tôi đã trải qua khóa đào tạo cấp cao và phải vượt qua rào cản ngôn ngữ. Lisa chia sẻ, Lisa luôn khuyến khích người hâm mộ đừng từ bỏ mơ ước của mình. Sau tất cả, cô là bằng chứng sống rằng sự kiên trì, chăm chỉ và một tấm lòng vàng sẽ biến mọi giấc mơ thành sự thật. Đây thực sự là tấm gương mà tuổi trẻ có thể noi theo.